Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cơ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn hai trận đấu hay và hấp dẫn. Trận thứ nhất của top 1 huy chương vàng thiên niên tượng kỳ hôm nay 13 tháng 10 2023 với trận cờ vây bắt quân liên hoàn cực đỉnh. Và trận thứ hai của ngoại tinh lai khách vương thứ nhất tung đòn hiểm mời đối thủ kỳ rừng mạnh thần chơi pháo trống và cái kết cực đắng hay không. Thì mời các bạn cùng xem cờ sẽ rõ. Chứ Chứ Chứ
将军。吃。Tới đây buộc phải kết quân Menugo, buông cờ, nhận thua sớm. Một đòn vây bắt quân cực kỳ xuất sắc của top 1 thiên niên đại. Đây là trận đấu và huy chương vàng top 1 thiên niên đại hôm nay của Lưu Cạn. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 2 của ngoại tinh lai khách Phương Thiên Nhất.吃。吃。
吃 吃 吃 吃 吃 吃 将军 吃 将军 吃 吃 将军
将军。Đến đây vừa kém quân, vừa chuẩn bị mất tượng mất quân tiếp, mạnh thần buông cờ nhận thua. Nếu đi tiếp sẽ như sau. Chứ. Mã nô tượng. Chứ. Bình pháo bắt mã bắt xe. Chứ. Đánh chiếu. Ăn về mã. Chứ. Tới đây mạnh thần mất thêm một quân nữa. Vậy mạnh thần buông cờ hoàn toàn chính xác. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.